mùng 5 tháng 4 2023. Giỏi. 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 Giỏi.
Giỏi. Giỏi. Giỏi. Giỏi. Giỏi. Giỏi. Giỏi. Giỏi. Giỏi. Giỏi. Giỏi. Giỏi. Giỏi. Giỏi. Giỏi.
Giỏi. Giỏi. Giỏi. Giỏi. Giỏi. Giỏi quá, Mỹ làm xong rồi. Quá giỏi luôn. Bà Mỹ nè, Mỹ giỏi quá nè. Hôm nay ngày mấy ta? Mùng 5 tháng 4 2023. Bye bye. Hello. Bye bye đi. Mỹ giỡn mọi người đi. Yeah.